Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ sản phẩm, đó chính là xe điều khiển từ xa siêu anh hùng nhào lộn 360 độ 6658. Và chiếc xe này lấy cảm hứng từ những nhân vật siêu anh hùng trong phim rất là quen thuộc với chúng ta. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá bên trong chiếc hộp này có những gì nhé. Trong chiếc hộp này thì bao gồm hai cái, đó chính là tay cầm điều khiển và một mô hình điều khiển xe của chúng ta. Thì chiếc xe điều khiển này của chúng ta được phối hợp màu trắng và màu đỏ rất là nổi bật, và bánh xe rất là chắc chắn. Còn đây là tay cầm điều khiển, là có hai nút điều khiển và một cái anten. Chiếc xe này thì được sử dụng nhựa ABS rất là cao cấp và cực kỳ an toàn. Vì vậy mà bạn không cần phải lo ngại khi cho trẻ em chơi cái xe điều khiển này. Xe thì sử dụng 3 pin, còn tay cầm thì sử dụng 2 pin, 2 pin 2A và 1,5V, giúp cho thời gian chơi lên đến 20 phút và phạm vi điều khiển của chiếc xe này là khoảng 10 đến 15 mét. Ngoài ra thì chiếc xe này còn có thể nhào lộn 360 độ nhờ hệ thống bánh xe trước của nó có thể xoay tròn như thế này. Còn bây giờ thì mình sẽ test chạy thử cho các bạn trải nghiệm nhanh về sản phẩm này. Sau khi mà lắp pin cả hai xong thì bây giờ mình chỉ cần bật công tắc ở phía dưới đây, và tay cầm này thì không có công tắc. Còn trên tay cầm điều khiển này thì nút này là nút lên xuống, còn nút này là để nó nhào lộn. Như các bạn cũng đã thấy thì sản phẩm của chúng ta được lắp một hệ thống đèn LED phía bên dưới bốn bánh xe này, giúp cho việc điều khiển của các bạn trong ban đêm sẽ trở nên rất là dễ dàng. Và sản phẩm của chúng ta có rất là nhiều phiên bản khác nhau, như là Iron Man, Spider-Man, Captain America, rất là độc đáo. Sản phẩm này thì động cơ cực kỳ là mạnh mẽ mà lại nằm trong phân khúc giá rẻ. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì hãy truy cập vào đường link phía bên dưới. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.